Không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang phải đối mặt với số lượng ngày càng tăng trẻ mắc chứng tự kỷ. Cũng chính vì lẽ đó mà các chương trình can thiệp sớm trẻ tự kỷ phát triển khá mạnh, đặc biệt là ở Mỹ. Và thực tế là hiện nay hầu hết các mô hình can thiệp tự kỷ được áp dụng rộng rãi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đều đến từ nước Mỹ. Đây là hình ảnh Simon từ khi còn 3 tuổi. Lúc đó, em bị chẩn đoán là mắc chứng tự kỷ. Em thường cau gắt và ít giao tiếp với mọi người. Sau đó, cha mẹ em đã tìm hiểu và áp dụng phương pháp can thiệp tự kỷ có tên gọi là Sun Drive Program, một phương pháp điều trị bệnh tự kỷ hữu hiệu do cặp vợ chồng người Mỹ Barry Ney Kaufman và Samaria Lee Kaufman phát triển năm 1974 cho chính cậu con trai bị mắc bệnh tự kỷ của họ. Nhờ vào những hoạt động giao tiếp và vui chơi cùng các giáo viên hướng dẫn, Simon đã dần khôi phục và trưởng thành như một thanh niên bình thường. Tôi trân trọng tất cả những điều tôi đã trải qua và biết ơn những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ tôi. Giờ đây, tôi rất thích thú với những môn học trong trường về truyền thông, về thiết kế đồ họa và thậm chí tôi còn muốn kết hôn và có gia đình của riêng mình nữa. Em bé Laura này cũng bị phát hiện mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, nhưng sau 2 năm rèn luyện bằng các phương pháp điều trị Sunrise, Laura đã có thể nói chuyện và giao tiếp với người khác một cách bình thường. Ngoài Simon và Laura, còn có rất nhiều em bé mắc chứng tự kỷ khác đều được hồi phục nhờ phương pháp điều trị Sunrise này. Với quan điểm cốt lõi là những giờ hoạt động vui chơi và giao tiếp cùng trẻ tự kỷ để dẫn dắt các em ra khỏi ám ảnh sợ giao tiếp và hòa đồng cùng xã hội. Sunrise đã trở thành kim chỉ nam cho các mô hình can thiệp trẻ tự kỷ hiện nay. Hiện nay, các trung tâm giáo dục đặc biệt như thế này khá phổ biến ở Mỹ. Các trung tâm này xây dựng một chương trình giáo dục toàn diện cho trẻ tự kỷ. Học sinh đều là các em được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ và cần được hỗ trợ về các mặt xã hội cũng như học tập. Tại đây, các em được xếp vào các cấp học khác nhau, tùy thuộc theo mức độ tự kỷ, được đánh giá theo bảng phân tích hành vi ứng dụng ABA. Chương trình học ở đây sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và điểm mạnh của mỗi em, đồng thời chú trọng vào việc phát triển khả năng giao tiếp, kỹ năng xã hội, cũng như nâng cao tính tự lập cho các em. Tuy nhiên, có một chút khác biệt là ở các cấp học trung cấp và cao cấp, trẻ sẽ được đào tạo thêm các kỹ năng cộng đồng và các bài học như trong các trường trung học và phổ thông như một bước đệm cho các em quen dần với các bước rèn luyện dành cho người lớn tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đặt tên chung cho loạt phóng sự về trẻ tự kỷ là Những Thiên Thần Lơ Đãng, dựa trên tên của bộ phim tài liệu của đạo diễn Thủy Giang. Thiên Thần Lơ Đãng nói về cuộc sống của những gia đình có con mắc hội chứng tự kỷ. Cùng với bộ phim tài liệu này thì những người làm chương trình mong muốn cộng đồng cũng hiểu phần nào về hội chứng tự kỷ, những khó khăn mà các em và gia đình phải đối diện và vượt qua, từ đó có cái nhìn thiện cảm hơn, không kỳ thị mà yêu thương, cảm thông và mở lòng đón nhận để các em hòa nhập với đời sống xã hội.